Sáng ngày 27 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nam Định. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Quốc Trình nhấn mạnh, nửa nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua hội nghị nhằm đánh giá toàn diện về tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, định hướng giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới. Qua đó góp phần thực hiện yêu cầu về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới, cùng với các cấp các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân 3 cấp đã tổ chức 1.867 kỳ họp, ban hành 8.203 nghị quyết trên các lĩnh vực. Hội đồng Nhân dân 3 cấp đã giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo theo quy định, tổ chức hơn 1.319 phiên chất vấn và xem xét chất vấn tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân, giám sát 1.284 chuyên đề, 4.886 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, 47.649 quyết định của Ủy ban Nhân dân và việc giải quyết đối với 11.418 kiến nghị của cử tri. Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức 3.199 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với các đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiếp nhận 11.418 kiến nghị của cử tri, tổ chức 8.498 phiên tiếp công dân của đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý hàng nghìn đơn của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả tỉnh Nam Định đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị các cấp các ngành của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 20 của tỉnh, nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng có hiệu lực, hiệu quả. Tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trước mắt, đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nam Định thực hiện tốt nghị quyết số 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê duyệt tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm 2013. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 có được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tập trung thực thi các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, bám sát vào sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng tới việc đồng hành với Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, triển khai nhiệm vụ nhằm quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các quy định của pháp luật thành nghị quyết Hội đồng Nhân dân để triển khai có hiệu quả. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng bức tranh lưu niệm cho lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bức tranh Tháp Phổ Minh, biểu tượng lịch sử văn hóa của tỉnh Nam Định. Nhân dịp này, 52 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh.